Tập 3. Quỳnh có tình cảm với tỷ ta rồi à? Mùi đừng để tâm chuyện dụng dặt nữa được không? Hôm nay mùi tới đột ngột, ta trở tay không kịp. Phụ thân mùi tìm ta có việc gì? Là ta tự muốn tìm Quỳnh thôi. Giống định cho Quỳnh bất ngờ, không ngờ Quỳnh lại hẹn tỷ ta trước, bảo ta đi. Được, là ta làm phiền hai người. Nửa đêm Dương gia không ngủ, tìm ta có chuyện gì? Người cử tới Phi Ưng Bảo truyền tin về, đúng như cô nói, có chuyện này thật. Vậy thì xin Dương gia chuẩn bị cho sớm. Nếu như Dương gia không hay biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ vu tội Dương gia mưu quyền xoán vị. Trước mặt thánh thượng đó, hoàng thượng sẽ không tin ngài nữa. Bộ Dung Thu Vũ, con người có lê mặt bản tính gian xảo đa nghi, làm sao cô lấy được sự tin tưởng của hắn? Ta có cách riêng. Đây là cách của cô à? Dùng khổ nhục kế, đóng kịch thì phải làm cho thật chứ. Ta sớm đã đoán được sẽ như vậy rồi. Xong rồi. Cô cũng thật tình, tàn nhẫn lên, là ác với cả bản thân mình. So với cái giá ta từng trả, vết thương nhỏ này chẳng là gì. Ngài, sao lại nhìn ta như vậy? Bia bắn đúng là không hiểu chuyện. Nhìn thấy đại tướng quân chiến công hiển hách mà lại không chủ động hút tên về mình. Ta giỏi cận chiến, cung tên quyền thiết thánh thượng ban ta chưa cầm quen. Cung tên quyền thiết là mũi tên khó chế ngự nhất trên đời, người thường khó mà chịu nổi trọng lượng của nó. Nếu muốn tập tốt cung tên quyền thiết thì có hai điều quan trọng. Thứ nhất là nâng cao nội lực. Thứ hai, hai mắt phải thật chăm chú, nhắm vào đầu mũi tên. Chuẩn bị xong chưa? Ba, hai, một, bắn. Trúng rồi. Đa tạ Dương gia rộng lòng chỉ giáo. Bản Dương chỉ thấy cô ngốc quá nên chỉ đạo một chút, không cần cảm ơn. Chuyện Phi Ưng Bảo lát nữa bàn bạc đi. Được. Với Phi Ưng Bảo của Lê Mặc, cô có kiến giải gì? Nếu mà nó hùng mạnh, chắc chắn sẽ uy hiếp không nhỏ tới ngài. Phải mau chống quỷ nó. Quỷ ư? Binh tướng mà không diệt hết thì vẫn là mối quạ. Ta có cách giúp Dương gia được toại nguyện. Cách của cô ác thật. Năng lực của ta có hạn thôi, nếu Dương gia chê thì đừng dùng. Ác thật, nhưng có thể nói là tuyệt diệu. Rốt cuộc họ đã làm gì cô mà cô hận họ đến như vậy, đến nỗi về phe của bản Dương?
Dương gia nói chưa chính xác. Ta không vì căm hận họ mới chọn Dương gia, mà ta tin chắc Dương gia có bản lĩnh hơn người. Không ai hợp làm trưởng quân hơn ngài. Nếu như mọi việc như ý muốn, sau khi thành công, cô sẽ thế nào? Thu Vũ mong rằng nếu có một ngày Dương gia đăng cơ, thì hãy cho phép ta rời kinh thành. Rời kinh thành? Bản Dương không thể đồng ý thỉnh cầu này của cô. Tại sao vậy? Dù bản Dương không thể đồng ý thỉnh cầu này, nhưng bản Dương có thể đồng ý với mọi thỉnh cầu khác của cô. Nhưng ngoài điều này ra, cô khoan hãy trả lời. Bản Dương nói được làm được. Một khi đã hứa thì sẽ có hiệu lực mãi mãi. Ba ngày sau hành động, Lê Tiễn đã đi ra ngoài luyện binh, mau tới tiêu diệt. Báo điện hạ, bệ hạ có lệnh truyền ngài ngày mai vào cung. Di thần tham kiến phụ hoàng. Mặc Nhi, biết trẫm gọi con tới vì chuyện gì hay không? Di thần không biết. Trẫm nhận được tin, báo là có quân đội phản quân xuất hiện. Vừa nhận tin Lê Tiễn đã đi ra ngoài luyện binh, phụ hoàng đã tra ra phản tặc. Chẳng lẽ là quân của Lê Tiễn? Di thần xin được san sẻ với phụ hoàng tiêu diệt phản tặc. Ý trẫm là định gọi con tới để bàn bạc, mà con lại chủ động vậy? Đó là điều Di thần nên làm. Cũng được, chuyện này không tiện truyền ra bên ngoài. Con nắm chắc không? Nếu không nắm chắc, trẫm sẽ gọi người khác đi làm. Di thần nắm chắc à? Di thần ắt dốc toàn lực san sẻ cho phụ hoàng. Tốt. Vì con lập tức dẫn binh tới Phi Ưng Bảo diệt phản quân. Phi Ưng Bảo? Sao vậy? Đừng làm trẫm thất vọng về con. Di thần khởi hành ngay. Vì điện hạ, phản tặc ở Phi Ưng Bảo đã bị chúng ta giết sạch. Chỉ còn tên thủ lĩnh, có sao cũng không chịu nói ra thân phận kẻ cầm đầu phản tặc. Xin vị điện hạ định đoạt, bọn ta không phải là phản tặc. Hoàng thượng đã biết rồi, các người đích thực là phản tặc. Thủ lĩnh là ai? Điện hạ, là ngươi, đúng không? Là ngươi lên kế hoạch tất cả. Điện hạ, bọn ta không phải phản tặc. Bọn ta là phản tặc to gan còn dám ngụy biện. Vì điện hạ, ở đây hết việc của ngươi rồi. Đi xem thử còn dư nghiệt không. Dân là ai? Là ai đã làm? Lê Mặc, ngươi hại người rồi cũng hại mình, là do ngươi xứng đáng. Mặc Nhi, lần này việc phản quân làm tốt lắm. Đa tạ phụ hoàng. Dù như vậy,
nhưng trẫm không thể thưởng cho con. Con biết tại sao hay không? Con không tò mò sao trẫm biết có phản quân hay sao? Trẫm nhận được thư mật nói có phản quân xuất hiện, vừa tra một cái quả nhiên là có chuyện này. Con là vị hoàng tử, Phi Ưng Bảo lại là nơi con quản lý, mà lại nhờ người khác đến nói với ta. Con biết tội chưa? Trẫm vốn định phạt con, nhưng không ngờ con lại chủ động xin đi và thuận lợi vây quét phản quân. Hôm nay ta không truy cứu nữa. Chuyện này đừng rêu rao ra ngoài. Trẫm không muốn người ngoài biết nhị hoàng tử làm trẫm đắc ý nhất lại là kẻ bất tài. Di thần biết sai, di thần sẽ không tái phạm. Lui đi. Là ai? Rốt cuộc là ai gửi thư mật? Di thần cáo lui. Mộ Dung Thu Vũ, chiêu này của cô quả là tuyệt diệu. Tự tay hủy đi tất cả của mình, chắc cảm giác đó cũng không vui gì đâu nhỉ. Nhưng mà Lê Mặc và Phụ Hoàng có nghi ngờ cô hay không? Yên tâm đi, Lê Mặc đã hoàn thành nhiệm vụ, Thánh Thượng sẽ không lăng tăng về nguồn tin nữa đâu. Còn Lê Mặc thì càng không thể nghi ngờ đến ta. Ta đâu có biết về chuyện Phi Ưng Bảo. Nếu như hắn nghi bên cạnh có người để lộ bí mật, thì ta sẽ làm hắn nghi ngờ kẻ đáng bị nghi ngờ. Được. Ly rượu này mời Dương Phi hữu dũng hữu mưu của ta. Nào. Lê Tiễn, ngài biết không, ly rượu này kiếp trước là rượu độc, cơ mà kiếp này mọi chuyện đã khác rồi. Kiếp này ta sẽ bảo vệ cho ngài. Kiếp trước rốt cuộc có ý gì? Vậy thì tiễn mẹ con hai người lên đường chung. Sao vậy? Ngài thừa nước đục thả câu, còn hỏi ta làm sao? Thừa nước đục thả câu. Tối qua xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện gì hết. Lê Mặc ca ca, huynh đừng giận nữa mà. Tâm huyết đổ sông đổ bể, mùi bảo ta không giận sao được. Rốt cuộc là ai mật báo với Phụ Hoàng về Phi Ưng Bảo? Chẳng lẽ là Lê Tiễn đã biết? Phải hỏi Thu Vũ mới được. Lê Mặc ca ca, giờ đừng nói những chuyện này nữa. Chuyện tới nước này, huynh càng nên nghỉ ngơi lấy sức, phấn chấn trở lại.
Lê Mặt ca ca, hãy nhìn ta đi. Hình Nhi có muội thật tốt. Sao vậy? Ma, có ma. Lê Mặt ca ca, Lê Mặt ca ca, có ma, có ma. Đâu có. Giờ này có phải tinh thần muội không được tốt nên xuất hiện ảo giác hay không? Ta thực sự đã nhìn thấy. Có ta đây, đừng sợ. Ở đó là Tiểu Cúc. Cửa sổ bị gió mở ra, cái nhúc nhích là bóng cây. Mùi đừng tưởng tượng ra hù mình nữa. Không phải đâu, ta nhìn thấy rồi. Có ma thật mà. Tiểu Cúc, là Tiểu Cúc. Mùi ở đây, ta ra xem thử. Lê Mặt ca ca, nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, đừng qua đây. Cô hại ta thảm quá. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tại sao cô không tới cứu ta? Tránh ra. Chết chung với ta đi. Chết chung với ta đi nhị tiểu thư. Chết chung với ta đi. Chết chung với ta đi nhị tiểu thư. Không hay rồi. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Hình Nhi, đừng qua đây. Hình Nhi, Hình Nhi à. Vì điện hạ sao ngài lại ở đây? Hai người. Các người lui đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay không được để lộ chữ nào. Vâng. Giết họ. Khoan đã, vì điện hạ, đó đều là thị vệ hết mực trung thành của Mộ Dung phủ mà. Lão gia, vì điện hạ nói đúng đó. Chẳng lẽ ông muốn cả thiên hạ biết Hình Nhi mất hết danh tiếng hay sao? Họ chết không đáng tiếc, nhưng Hình Nhi thì khác. Nó là đệ nhất tài nữ Tây Sở, sự trong sạch là trên hết. Không thể chịu nổi miệng đời dèm pha đâu. Huống hồ đó là con gái Mộ Dung gia. Lão gia, thôi được. Sai tiên sinh phòng sổ sách đưa ngân lượng tới nhà họ. Đó là Mộ Dung phủ bị cướp đột nhập. Họ trung thành bảo vệ chủ, hy sinh oanh liệt. Ta cho người làm ngay. Đừng qua đây. Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi, Hình Nhi, mẹ ở đây. Đừng sợ, đừng sợ. Hình Nhi, Hình Nhi, tránh ra. Hình Nhi, tránh ra, tránh ra. Nghe lời. Hình Nhi đừng sợ, đừng sợ. Hình Nhi à, nghe lời đi. Ngoan. Sao lại là ngài? Vừa rồi có bóng đèn lướt qua, dụ Lê Mặt đi. Ngài hả? Không thì còn ai vào đây?
Cảm ơn. Nhưng mà sao ngài lại ở đây? Sao bản Dương bỏ lỡ màn trình diễn đặc sắc của Dương Phi được? Nếu như ngài thấy chướng mắt thì có thể không xem. Lạ lùng. Hình Nhi, đại phu nói rồi, con nghỉ ngơi nhiều vào là không sao nữa. Tinh thần con không được tốt nên mới bị ảo giác thôi. Con nhìn thấy thật mà. Cha mẹ chẳng chịu tin con, chẳng ai chịu tin con hết. Tin mà tin mà. Lão gia, có người hại Hình Nhi thật thì làm sao? Hình Nhi nước tiếng gần xa thì sẽ có người ganh ghét. Mộ Dung Thu Vũ, chắc chắn là Mộ Dung Thu Vũ. Cha, là Mộ Dung Thu Vũ làm đó. Đúng đúng đúng. Đâu ganh ghét Hình Nhi có tình với chị Điện Hạ đúng hay không? Nó đang làm thức Dương Phi yên ổn, tại sao phải giả ma dọa Hình Nhi? Vậy ngoài đó ra thì còn ai được? Bây giờ ở bên ngoài đã đồn ầm lên, nói để nhất tài nữ Tây Sở không biết đã âm thầm hẹn ước trọn đời với ai, mà thủ cung sa cũng mất rồi, không còn trong trắng nữa. Thì vậy đêm qua đã giết sạch, vậy chắc chắn là Mộ Dung Thu Vũ. Phụ thân, Thu Vũ đến rồi. Phụ thân, Thu Vũ nghe nói tối qua phủ gặp chuyện nên đặc biệt về thăm. Ai bảo ngươi tới làm bộ tốt bụng? Phu nhân, phụ thân không cần để bụng. Giờ mùi mùi bị kinh hãi, lòng Thu Vũ cũng rất khó chịu, huống chi là mẫu thân. Có lòng rồi. Ai bảo tỷ tới? Ai bảo tỷ tới? Phải tỷ không? Chắc chắn là tỷ. Hình Nhi, mùi mùi, mùi bị dọa lú lẫn rồi hay sao? Chúng ta tỷ mùi tình thâm, sao tỷ phải dọa mùi? Hay là mùi đã làm gì hổ thẹn với ta? Xin trung yếu khuê yếu ạ. Tối qua ta ở phủ Thất Dương gia nấu a dao, không rời khỏi giây phút nào. Nghe nói mùi bị kinh hãi nên đặc biệt đem tới một ít cho mùi bồi bổ. Ai cần đồ của tỷ? Ai cần đồ của tỷ? Mộ Dung Hình Nhi, con hổ hào quá rồi đó. Lão gia, Hình Nhi. Được rồi được rồi. Mẹ, Thu Vũ, đêm qua mùi mùi con bị kinh hãi quá, con thông cảm nha. Không sao à? Lão gia, Hình Nhi nó đã sợ lắm rồi. Sao không phân rõ đúng sai như vậy? Được rồi, chắc chắn là nó giả ma dọa Hình Nhi. Mẫu thân, Thu Vũ có lòng tốt tới thăm mùi mùi, người lại cứ một mực bị chuyện, rốt cuộc là tại sao? Đã như vậy thì cứ xem như con hại mùi mùi thất thân đi. Ngươi, Thu Vũ, mùi mùi con không thể chịu đả kích, đừng nói những chuyện này nữa. Mẫu thân con nói năng vô ý tứ, con bỏ qua nha. Phụ thân, Thu Vũ cũng không muốn nhắc đâu, nhưng hình như mẫu thân hiểu lầm gì vậy con? Lão gia, chuyện gì? Tạ đại nhân tới thăm tiểu thư. Biết rồi. Thưa phụ thân, mẫu thân và muội muội có vẻ không muốn thấy Thu Vũ, nên con không làm phiền nữa à? Cũng được. Lão gia, nó là cái đầu sỏ hại Hình Nhi nhà chúng ta đó. Tại sao lại không cho thiếp dạy dỗ nó? Đủ rồi đó, bà bớt nói vài câu đi. Con mắt nào của bà thấy Thu Vũ làm? Trái lại ta nghĩ Hình Nhi đã làm ra chuyện bẻ mặt. Bà coi sau này ta biết giấu cái mặt vào đâu đây? Hơn nữa, nó tới dù có thật lòng hay không thì trước tiên về lễ nghĩa, nó không làm gì sai cả. Ngược lại, mẹ con bà lại hay lên mặt với nó suốt. Đồn ra thì người ta sẽ nói sao? Đừng nói là giờ không có chứng cứ, dù sau này có chứng cứ thì cũng không làm gì được nó đâu. Nó là nữ tướng quân Tây Sở, còn là Thất Dương Phi. Cho dù là thân phận nào thì cũng không đến được bà mắng chửi đâu. Lê Mạc ca ca đến thăm Hình Nhi hay sao? Ta cố tình tới tìm muội.
Lê Mạc Ca Ca tới thăm Hinh Nhi hay sao? Ta cố tình đến tìm muội. Lê Mạc Ca Ca, ta nghe được tin từ chỗ Lê Tiễn, nói Quỳnh đã lập công, chúc mừng. Là Lê Tiễn làm đúng không? Lê Tiễn, hắn đã làm gì? Phi Ưng Bảo. Phi Ưng Bảo, Quỳnh nghi ngờ Phi Ưng Bảo là của hắn? Không thể nào, ta giám sát hắn suốt mà. Vậy mấy hôm nay hắn có vào hoàng cung hay sai ai đưa thư không? Không. Không phải Lê Tiễn. Lẽ nào? Cơ mà Lê Mạc Ca Ca, ta vẫn phải chúc mừng huynh. Chiêu giết gà dọa khỉ của huynh quả đúng là tuyệt diệu. Chiêu gì? Quả nhiên huynh hiểu Lê Tiễn. Tên này bản tính đa nghi. Sau khi biết tin hôm qua huynh tiêu diệt Phi Ưng Bảo, thì đã giải tán đội quân tạo phản của mình ngay trong đêm, với sợ huynh và hoàng thượng phát hiện. Vì thì huynh vừa giải quyết Lê Tiễn, vừa lập công trước mặt hoàng thượng, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Thu Vũ, muội có chứng cứ không? Đây là hổ phù liên quan Lê Tiễn đập dở sau khi giải tán quân đội. Lê Mạc Ca Ca, ta chịu bao nhiêu vất vả vì huynh, trước giờ không cần báo đáp, nhưng huynh cứ hỏi ta chứng cứ mãi. Còn như vậy, Thu Vũ không biết phải làm sao nữa mới làm cho huynh tin ta được. Thu Vũ, đừng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chuyện đến nước này, ta nói thật với muội vậy. Phi Ưng Bảo là tâm huyết nhiều năm của ta, kẻ gửi thư mật, biết bí mật của ta. Ta đúng nghĩ là Lê Tiễn, nhưng mà nghe muội nói vậy, hình như lại không phải hắn. Phi Ưng Bảo là của huynh hả? Của ta thì đã sao? Bây giờ đã mất hết rồi. Nếu không phải Lê Tiễn thì ai làm chứ? Lê Mạc Ca Ca, hẳn là người biết chuyện này không nhiều đâu nhỉ? Nếu là nội gián tiết lộ bí mật thì cũng không phải là không thể. Quên, hãy nghĩ kỹ lại đi. Còn ai biết chuyện này nữa? Hay là người thân cận vô tình nói hớ, cũng có thể lắm chứ. Đó là do ta quan tâm Quynh. Quynh nghĩ ta làm loạn đúng không? Vậy ta cứ muốn làm loạn đó. Rốt cuộc là ai mật báo với phụ hoàng về Phi Ưng Bảo đây? Chẳng lẽ Lê Tiễn đã biết? Lê Mạc Ca Ca, nhìn ta đi. Chẳng lẽ Lê Mạc Ca Ca, nay chuyện Phi Ưng Bảo cũng đã rồi, bây giờ quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị đối phó Lê Tiễn mọi lúc. Phải. Không nói chuyện này nữa. Thu Vũ, thất đệ vẫn đối xử tệ với muội sao? Bây giờ nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Với lại, ta thấy tình cảm Hinh Nhi muội muội dành cho huynh cũng không ít hơn ta. Muội đã nghĩ nhiều rồi. Bộ dung Hinh Nhi sao so được với muội chứ? Bao lâu nay toàn là muội hy sinh bản thân để giúp ta, Hinh Nhi lại chẳng làm gì cho ta hết. Trái lại, Lê Mạc Ca Ca, huynh đừng có nói như vậy. Bây giờ Hinh Nhi muội muội đang rất yếu, còn cần huynh đi thăm muội ấy đó. Huynh yên tâm đi. Bất kể thế nào, tâm ý của ta dành cho huynh sẽ không thay đổi. Ta về trước đây. Mộ Dung Thu Vũ, sao ngài ở đây? Cô đã làm gì? Tất nhiên là đi thăm Mộ Dung Hinh Nhi. Cô biết bản Dương nói không phải chuyện này. Vậy chứ ngài nói chuyện gì?
Cô đi gặp Lê Mặc hay sao? Nghe thẩm vấn đang làm gì? Ngoài việc đi moi tin, tung tin tình báo giả thì ta còn làm được gì? Tung tình báo giả? Sao bản Dương biết cô còn nói gì nữa? Ngài nói như vậy là sao? Ta đã nói với ngài ta hận Lê Mặc thấu xương rồi mà. Ngài nói câu này là sỉ nhục ta quá đó. Những ngày qua cô luôn hành động đơn độc, không hề nói cho bản Dương chút nào. Cô đi một mình, nếu mà xảy ra sai sót gì, khi đó bản Dương cũng bị liên lụy lây. Cứ yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó. Cô... chuyện đến nước này muội vẫn không nói thật với ta. Chuyện này ta chỉ nói với mình muội, không phải muội thì còn ai được? Không phải ta làm, sao ta thừa nhận được? Ta không hứng thú gì với Phi Ưng Bảo cả. Ta không được khỏe, mà Quynh vừa tới đã chất vấn ta mấy chuyện này. Ta lại muốn hỏi Quynh, hôm đó nữ quỷ xuất hiện, rốt cuộc Quynh đã đi đâu? Mộ Dung Hình Nhi, chuyện này chỉ có muội biết, chắc chắn là muội vô tình tiết lộ. Sau này muội nói chuyện phải chú ý vào đó, tự lo cho mình đi. Phụ hoàng kén phò mã cho công chúa mới mở tiệc hoa cúc này. Nếu không vì cô nhất quyết muốn đi thì bản Dương không hề hứng thú đâu. Ngài kiên nhẫn đi, đừng bỏ lỡ màn kịch hay ngày hôm nay. Tỷ tỷ, phụ hoàng kén phò mã cho công chúa mới mở tiệc hoa cúc này. Nếu không vì cô nhất quyết muốn đi thì bản Dương không hề hứng thú đâu. Ngài kiên nhẫn đi, đừng bỏ lỡ màn kịch hay ngày hôm nay. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là ta sai rồi, xin lỗi. Muội làm gì vậy? Tại sao lại xin lỗi ta? Tỷ tỷ, ta biết tỷ luôn nhầm vào ta, nhưng Hình Nhi cũng không biết mình đang sai ở đâu nữa. Hình Nhi, nói chuyện phải có chứng cứ chứ. Ta nhầm vào muội khi nào? Mộ Dung Hình Nhi, trước mặt bao nhiêu người cô công khai quỳ với Thu Vũ, là muốn để ai bàn tán đây? Đứng lên. Bất kể hôm nay Thất Dương gia nói thế nào, Hình Nhi cũng phải nói ra lời trong lòng. Trước đây là Hình Nhi không hiểu chuyện, đúng là do Hình Nhi mụ mị đầu óc, làm sai rất nhiều việc. Thực ra đó chỉ là gì? Là vì ta ghen với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ có thể tha thứ cho muội không? Muội muội, có một câu muội nói sai thật rồi. Tỷ tỷ chưa bao giờ muốn nhầm vào muội. Dẫu có thế nào, muội cũng là muội muội của ta. Chúng ta lớn lên với nhau, ta quá hiểu con người của muội. Ta chưa từng trách muội, chứ nói gì đến nhầm vào muội. Vẫn là tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ, vậy tỷ uống trà tạ lỗi của muội muội đi. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, được chứ? Quả nhiên đang chờ ta ở đây. Tỷ tỷ, đều tại ta dụng về làm bẩn váy của tỷ, lát nữa tỷ còn phải đi gặp hoàng thượng, giờ phải làm sao đây? Đừng cuốn lên, muội tìm giúp ta xem còn bánh giải dư nào không. Ta quay tạm là ra ngoài được rồi. Được,
Tỷ tỷ, chỗ này có y phục, tỷ thay mau đi. Ta ra ngoài canh cho tỷ nha. Mau đi đi, đi đi. Sao đồ lại không vừa thế này? Người đâu? Cởi giày cho ta. Chẳng phải Thu Vũ tướng quân đây sao? Không ngờ cũng có vài phần nhan sắc. Đừng động tay động chân. Không ngờ cô thích kiểu này. Hai người. Người đâu? Tỷ tỷ bị. Người đâu? Người đâu? Mau đến đây. Tất nhiên. Xin lỗi muội muội, tỷ tỷ không cố ý đâu. Làm sao đây? Lát nữa ta còn phải gặp hoàng thượng nữa. Thế này đi muội muội, ta cùng muội tới phòng khách chỉnh trang lại được không? Vậy được. Đi thôi. Lê mặt. Lê mặt. Tỷ tỷ, y phục bẩn bị coi là thất lễ, chắc chắn ta sẽ bị mọi người cười cợt. Tỷ tỷ, muội đừng cuốn, ta nghĩ cách cho muội. May thật, vừa hay ở đây có y phục mới, mau thay đi. Không cần đâu, mau thay đi. Hoàng thượng sắp đến rồi đó, cũng còn hơn là thất lễ trước điện. Mau đi thay đi, ta canh cửa cho muội nha. Thôi được. Bộ dung Thu Vũ đáng chết, lại để tỷ ta thoát được một kiếp. Mình có mặc dừa bộ này không đây? Thôi kệ, cứ mặc tạm vậy. Lạ thật, sao mình không mặc dừa thế này? Thu Vũ, muội tìm ta. Lê Mặc ca ca, sao lại là muội? Ta hình như ta tìm cung nữ tới giúp muội. Hai người đang làm gì vậy? Thu Vũ, không như muội nghĩ đâu. Hình như 17 ta không có. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mặc Nhi, con đã thích Hình Nhi thì nói với trẫm là được rồi. Tại sao lại làm ra những chuyện này? Phụ hoàng, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Chờ con sắp xếp lại suy nghĩ, chắc chắn sẽ cho Hình Nhi câu trả lời. Hoàng thượng, danh tiếng của Hình Nhi rất hệ trọng. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, biến đời phức tạp. Hình Nhi còn biết sống thế nào? Thu Vũ to gan, xin hoàng thượng làm chủ cho Hình Nhi.